Shop hàng nhiệt độ điện xin kính chào các bác. Hôm nay em lên sóng giới thiệu các bác chiếc máy rửa bát Nation NPBM2, con BM2 các bác nhé. Kích thước tổng thể thì vẫn còn rất ok, kính này thì vẫn còn khá là đều đẹp, hình thức thì nó vàng theo thời gian rồi. Bảng điều khiển thì cũng còn rất là đẹp này, mọi tính năng thì cũng ok. Lưng bọn này thì chả phải nghĩ gì rồi. Xong rồi BM2 các bác nhé, sản xuất năm 2007 này. Con này nội thất còn rất là sạch sẽ, nội thất đẹp sạch sẽ. Đây nó đang ở cái giai đoạn mà đun nước mà sang giai đoạn là nước lạnh các bác nhé. Nó sẽ nước cuối cùng nó sẽ nóng bỏng luôn, thì các bác sẽ thấy bốc hơi nghi ngút chứ không phải là máy không làm nóng đâu nhá. Thì nó sang cái giai đoạn nước cuối cùng thì nó nóng bỏng luôn. Nội thất con này rất là sạch sẽ đẹp, BM2 ngoại chức năng ok ngon lành. Đang giai đoạn xả nước ra đấy. Chung là máy rửa bát Nhật thì tất cả các cái dòng từ rẻ tiền đến đắt tiền thì kích thước nó đều như nhau thôi. Đấy. Chỉ có cái chiều cao này thì nó khác một chút, như cái bọn này thì nó cao vào 61 phân, khi mở cánh ra thì cao 61. Các bác xem cân nhắc phù hợp vị trí. Đấy. Chiều ngang thì con nào cũng 55 rồi. Đấy, đang cấp nước vào để chuẩn bị sang giai đoạn phun tiếp theo. Con này thì em bán là 3,5 triệu nhé. Các bác nào có nhu cầu lấy thì các bác liên hệ, giá rất là hợp lý đấy. Máy đều theo thời gian, giá 3,5 triệu, chưa có phí vận chuyển, chưa có đổi nguồn, ship hàng toàn quốc. Các bác ở xa mua thì đặt cọc trước 500.000 nhận hàng, kiểm tra các bác thanh toán nốt. Đấy. Em ở địa chỉ huyện Đông Anh, Hà Nội. Đổi nguồn lưu hoa thì em có bán là 4,5 triệu, 1.500W hàng công ty. Đấy. Đây, chờ thêm một chút nữa để cho nó phun nước lên để các bác xem nhé. Nếu mà đến giai đoạn đun nước cuối thì nó phải một lúc nó đun xong thì nó mới phun. Còn như bây giờ thì đây chắc là nó vào đây đang cấp nước hoàn rồi. Đấy, chờ thì hơi lâu. Đấy. Giá 3,5 triệu các bác nhé, rất là hợp lý đấy. Bình thường 4,2 triệu. Các bác nào có nhu cầu mua thì các bác liên hệ nhé. Cấp nước vào chắc cái chu trình này nó là chu trình cuối cùng rồi, thì nó sẽ khi phải đun một lúc. Đấy, bắt đầu phun rồi. Quay cho các bác xem để test luôn, nhiều bác này bảo là sợ nó không phun nước. Riêng cái máy na vòm này thì hay bất kể cái dòng Nation Panasonic này thì các bác yên tâm là linh kiện em đầy đủ nhé, không thiếu cái gì cả. Bệnh nào xử lý cho các bác được, nó đơn giản lắm. Đấy, bắt đầu phun rồi nhé. Đấy, xin chào các bác nhé.